Thưa quý khán giả, thời gian qua, quận Ninh Kiều đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, từng lúc từng nơi với nhiều nguyên nhân, mà nhất là do ý thức của một số bộ phận người dân, tình trạng xả rác, bỏ rác không đúng nơi quy định vẫn còn phổ biến. Do đó, chỉ áp dụng biện pháp xử lý các hành vi vi phạm vệ sinh môi trường qua hệ thống camera bắt đầu được các phường triển khai để ngăn chặn tình trạng vi phạm là hết sức cần thiết. Phường Tân An vừa ra mắt chương trình xử lý các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường qua hệ thống camera. Theo đó, có 12 camera đã được lắp đặt tại các vị trí thường xuyên có nhiều rác trên đường, các điểm chợ để ghi nhận kịp thời các hành vi vi phạm. Tôi rất là đồng tình ủng hộ. Hãy làm cho nó rõ để người dân người ta là mới là tuân thủ chấp hành cho nó tốt. Bởi vì muốn là xây dựng một cái đô thị sạch đẹp thì người dân cũng phải ủng hộ. Quy trình xử phạt của cái mô hình này cũng rất là đơn giản. Sau khi mà ra mắt mô hình thì lực lượng khu vực sẽ cắt cử một hoặc là hai lực lượng để mà trực màn hình camera ngay tại khu vực. Và sau khi phát hiện ra người dân có hành vi là vứt rác chưa đúng quy định thì lực lượng của khu vực sẽ có ghi nhận lại cái hình ảnh qua camera đó. Sau đó thì sẽ mời người dân vi phạm về nhà văn hóa của khu vực để trao đổi và làm việc. Khi đó thì bộ phận chuyên môn của ủy ban phường sẽ hỗ trợ cho khu vực trong vấn đề là lập biên bản hiện trạng đối với người dân khi mà vi phạm lần thứ nhất và sẽ lập luôn biên bản vi phạm hành chính nếu như người dân đó có vi phạm lần thứ hai đối với cái hành vi là vứt rác chưa đúng quy định. Thì mô hình này thì sẽ được nhân rộng ra thêm đối với 13 khu vực sau khi mà ra mắt thí điểm ở khu vực 3 và khu vực 8. Là quận trung tâm, Ninh Kiều có mật độ dân cư đông. Mặc dù địa phương có nhiều cố gắng, tuy nhiên từng lúc từng nơi việc thu gom, xử lý rác phát sinh nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị. Các phường cũng đã thường xuyên nhắc nhở nhưng vẫn còn trường hợp vi phạm. Chính vì vậy, việc xử lý bằng hệ thống camera lần này được các địa phương thực hiện với quyết tâm cao. Ủy ban phường sẽ tăng cường hình thức xử phạt bằng cách là sẽ trích xuất từ camera xử phạt nguội hoặc là sẽ có hình thức là thưởng nóng đối với những ai là tố giác những cái đối tượng có hành vi vứt rác bừa bãi không đúng nơi quy định. Còn địa phương cũng đã sẽ tăng cường thêm đặt những cái biển cấm vứt rác hoặc là vứt rác và những cái thông tin về vấn đề cái hành vi vứt rác đối với mức phạt tiền. Để cho người dân được nắm rõ đối với những hành vi nêu trên. Dụ cái camera đó, mà nếu nó có quay lên thì đề nghị là thấy những cái đối tượng đó là mình phạt giả cho đúng theo quy định của nhà nước. Các cơ quan mà vệ sinh môi trường trong thôn rác đó thì mình phải có lưu thu gom góp rác các thứ và ngành theo cái giờ giấc theo quy định. Ở chợ thì nhân dân vệ sinh đó là hàng ngày là có 5 người để thực hiện là thu gom rác thường xuyên để đảm bảo cái môi trường. Ngoài cái thời gian mà cái xe mà rác tới á, thì chúng tôi là bố trí các cái thùng chứa rác ở phía sau khu vực chợ ở cái nơi gọi là nó thoáng mà đồng thời đã nó cũng có cái góc khuất để đảm bảo mỹ quan và đồng thời để cho bà con là bỏ rác vào bọc xong rồi mới đem rác để ở nơi quy định. Bước đầu các phường đã lắp đặt gần 50 camera để theo dõi xử phạt hành vi vi phạm vệ sinh môi trường và dự kiến sẽ lắp thêm 50 camera nữa để phủ khắp các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý. Mỗi camera sẽ bố trí người thay phiên trực và xử lý khi phát hiện hành vi vi phạm. Với cách làm này, hy vọng tác động đến ý thức của người dân và sẽ góp phần khắc phục tình trạng xả rác bừa bãi trên đường.